mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Minh Thư. Năm nay em 26 tuổi và hiện giờ em đang làm kế toán kho, chuyên xuất khẩu ba lô, túi xách cho chị. Ở Tân Bình luôn chị. Rồi quê em ở đâu? Em thì ở Bình Thuận. Rồi, bên kia giới thiệu đi em. Em tên là Phan Trần Thành Trung, 28 tuổi. Em hiện tại đang làm bảo vệ an ninh cho một ngân hàng. Sinh ra, lớn lên, làm việc và ăn chơi tại Sài Gòn. Có ăn chơi nữa hả? Dạ có, thì nó có làm việc phải có ăn chơi với chị Cát Tường. Thư giới thiệu về mình một chút đi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là thể thao. Môn gì chơi giỏi nhất? Võ. Thôi nay chị có nói hớ gì em nhớ nhường chị chút nha. Dạ không sao, em chỉ là vận động viên thôi chị. Em mới học võ, em đọc em tới đai gì rồi? Dạ đai đen 2 đẳng anh. Trời ơi. Bên kia có sợ không? À không chị ơi, em cũng đen 2 đẳng hả chị? Ủa không sao đâu anh, em còn có quyền thái nữa nên không sao đâu. Mấy giờ mình kéo màn lên mình cho đấu võ luôn đi. Cũng được. Về những cái ưu điểm của em là gì? Em hòa đồng, rất là dễ nhập cuộc. Bất cứ cuộc chơi nào cũng nhập được. Trời ơi, rủ em đi đường thấy nguyên cái đám tao đang lộn nhau. Chưa xong, em nhập cuộc được nhưng mà em có lựa chọn cái là những cái nào mình thấy mà hợp lý mà hợp tình thì mình chơi được. Còn những cái nào mà mình thấy nó không trái phái quá thì mình đúng bỏ. Rồi, chứ thấy gì dễ nhập cuộc là vô là mệt lắm á. Thì một cái ưu điểm nữa của em đó là em hay thương người mà không có cần biết người đó ra sao. Anh ơi, anh có thương chó không? Có em, nhà anh có nuôi con chó em ơi. Mấy con gì anh? Một con rồi em ơi. À em tới 4 con lận. Giống như lên đây khoe vậy đó. Khoe vỏ rồi dạ, khoe chiến tích chứ chị. Em còn cái ưu điểm đó là em không hút thuốc. Được, cái này em thích nè. Còn khuyết điểm của em á là em thường xuyên cuối tuần hay đi nhậu. Nhậu thì bình thường nhưng mà có xỉn không anh? Tới mức nào đó thấy trống mặt lại đi ngủ em ơi. Ok, nhưng mà thường mà em thích mấy người mà nhậu xong ngủ á em đọc sướng lắm. Em không sống ác được. Ví dụ như anh sống hiền là anh sống làm sao anh? Mình không làm những chuyện mà hại người, hại đời. Ưu điểm của em gái là gì? Em là mạnh nhất là về thể thao thôi. Và đó cũng là cái sở thích của em. Rồi khuyết điểm. Cho nó hết ưu điểm đi chị. Em nói tại vì em nói thể thao thôi. Dạ, nhiều lắm nhìn chị chứ. Giỏi lắm. Nấu ăn cũng được. Việc gì con trai làm được em cũng làm được luôn. Còn khuyết điểm của em á là hơi bướng chút xíu thôi à. Em bướng chắc cũng may lắm cãi em đâu. Nếu mà nói quá thì em cũng đập thôi à. Nói thì bởi vậy. Thôi thì hỏi nè, em biết nguyên nhân tại sao em bị é không? Men quá. Thì bớt men lại đi, thì mị chút đi. Thì mị làm sao chị, nãy giờ em ngồi vậy là em khép lắm luôn rồi đó. Vỏ á, tẹt ngang gì cái nó quen rồi. Trời ơi ghê vậy hả? Khép cũng được mà em khép xong em đi rồi cái cẳng em nó cũng Sài Gòn chợ lớn quen rồi chị. Đâu đi thử rút chị coi, nãy đi sau lưng chị đâu có thấy. Tại vì em không hiểu Sài Gòn chợ lớn là sao. Đi thử đi. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Ghê chưa? Thôi bẻ tay anh qua anh coi người ta bẻ tay. Tay coi, dễ thương thiệt. Thử coi. Không bình thường á là em đi rất là bình thường vậy. Nhưng mà khi mà thấy mấy bạn nam thì em bị liếu cái em đi vậy. Bây giờ anh tưởng tượng bên kia khác nhưng mà em gặp em khác. Dễ thương, vui. Bên nó cao không? Bên nó cũng hơi cao. Em thích tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Như sói ca thì gọi là lý tưởng nhưng mà thực tế thì nó không có sói ca. Đúng. Bởi vì không có thằng nào mà tứ đổ tượng nó không đụng hết trơn. Mà nếu mà nó không đụng em không dám lấy. Nhưng mà nếu như bạn nó không nhiễm vào thì được. Rất là ok. Với lại em ghét nhất là gì anh biết không? Với lại đừng có để móng tay móng chân, em ghét lắm. Móng tay móng chân cũng đẹp mà. Không, con trai mà ai mà để móng tay. Để nhiều khi người ta có cái ngành nghề dù đàn. Không, con trai để móng tay nó hay gì chứ bật dữ lắm. Với lại em thích đầu đinh và đầu cao cao, nhìn nó men. À vậy không? Em quá men thôi. Cái tại người mà em thích á là phải cực kỳ men. Hồi lúc mà em lên em casting á, em xin lỗi em casting ở đây nè, thì cái chị đó hỏi em là em muốn tìm bạn nam hay bạn nữ. Chị nhìn em chị muốn tìm bạn nam hay bạn nữ. Hồi nãy giờ chị cũng chưa trả lời được câu đó luôn á. Không, 100% em là nữ. Kính thưa quý vị, vâng. Hứa nha. Dạ hứa móc quéo luôn nè. Móc quéo luôn. Hồng mặt dễ thương. Ây da, bà Mai hôm nay hoang mang quá. Qua coi đàn trai coi sao đi chị. Trời ơi, nếu bên đây tấn công là mình thủ thôi hả? Không, chơi luôn chị. Chơi luôn hả? Trời ơi anh ơi, em tấn công anh phải nhào vô anh ôm em chứ sao anh chơi em được. Nè em muốn kiểu nào em kiểu em. Anh phải ghim em lại, em ơi đừng đánh anh thương em gì đủ các kiểu, tự nhiên anh quýnh em rồi em xông máy em quýnh lại anh làm sao? Phải ngăn chặn từ đầu em ơi. Ngăn chặn bằng cách nào? Thì anh có cách của anh mà. Cách nào nói nghe đi. Thôi để tôi đi về đã. Cái này là quá khích rồi hả? Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Có cá tính như bạn này thì được. Trời ơi, khoái cá tính gì hả? Ủa là nãy giờ là khoái đó hả? Dạ đang khoái. Dạ Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích người bạn gái là quá chanh chua và đanh đá và quá sống dựa vào người khác. Cái đó là bề ngoài thôi, chắc là em hiền khô hà. Với lại em thích mỗi người con gái là mỗi thứ đều có làm đúng là đúng chỗ, trang điểm đúng là đúng chỗ, ăn mặc hở hang thì cũng đúng là đúng chỗ. Anh ơi, em kính từ đầu đến đuôi luôn á, tại vì em xấu quá em đâu kính hở đâu anh. Trai này khó. Khó bỏ qua hay là khó chơi? Không, luôn khó là chơi luôn chị. Em sở trường của em là sẽ ăn những ca khó. Rồi hết biết hỏi gì luôn rồi đó. Cưới nhau về ở đâu? Nhà cửa có sẵn rồi chị. Có làm dâu không em? Vậy là về làm dâu phải không? Về làm dâu chị. Dạ không biết được không mà khó quá. Thôi để chị về đi, mệt quá. Làm dâu được không cô nương? Em không có câu nệ về việc làm dâu hay không làm dâu, bởi vì ba má em hay là ba má chồng em đều thương như nhau. Nhưng mà em về rồi ba má ảnh cũng lớn tuổi rồi, tối nên nhiều khi ta coi phim trời đấm mạnh quá cũng mệt lắm. Nhẹ xoa thôi. Em có đi với người thân không em? Dạ có ạ. Em đi với ai? Em đi với chị họ em và em gái ruột của em. Em ruột hả? Dạ. Trời ơi sao con bé thùy mị quá vậy? Em chào chị, em chào anh Quyền Linh. Em nhìn thì anh thấy anh rất là dễ thương, anh hiền nữa. Em với lại chị em thì là hai cái khía cạnh nó khác nhau quá rồi. Giống như trắng với đen vậy. Đúng rồi, sao anh biết tên của em vậy? Em tên là bé Đen. Chị em tên Đen còn em tên Trắng. Thiệt luôn á hả? Thôi thôi. Em thấy chị em có quýnh anh nào chưa? Chị em cá tính vậy thôi chứ không có đụng tay đụng chân nhiều. Khổ hả? Nhà em có cái quan niệm là chị đi trước thì em mới đi sau. Thì em mong anh là vớt giùm chứ cộng thôi tụi em làm như cô hết luôn. Ở nhà. Rồi cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với ba em. Con chào bác. Đâu biết bác nào chưa chơi chưa nghe dạ, ba. Dạ đây chồng. Đây em nhìn là bác ngồi trước mặt con à. Bác cho con xin ý kiến đi. Bác có lên máu gì chưa bác? Con đấm bóp rất là giỏi. Ba anh cao huyết áp em ơi. Bình tĩnh. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả và chào cháu. Tôi nhận thấy rằng là hai bên có một cái tương xứng là đều có miếng cả, có võ cả. Thế thì cái cao thấp thì tôi chưa biết, nhưng mà nếu mà hợp với nhau đó thì cũng phải nhường nhịn nhau. Một bên là taekwondo hay là bên kia thì là aikido thì đại khái là cũng là bên tấn công bên thủ. Nhưng mà thủ rồi lại tấn thì nó tế thôi. Có những cái thuận lợi nhưng mà cũng có những cái là bất cập đấy. Dạ vâng. Về hình thức rồi là về nói năng cái thứ thì cháu hoạt bát. Dạ cháu cảm ơn bác. Đã có đài đẳng hai là đã thấy thêm là phụ nữ như thế là ghê rồi đấy. Dạ cảm ơn bác. Thôi để cho kéo màn lên đôi trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Thôi chào Sơn anh. Tấn công sao tự nhiên chào xong ngồi xuống? Không ngồi xuống đàn em. Chị tin em là đen hai đẳng, nhưng mà sao cái bạn này chị thấy nó hơi bị xề quá, chị không tin. Em yên tâm, em về em gò lại cho. Không, nhưng mà em nghĩ tướng này là đúng hà đen hai đẳng không? Không. Bây giờ thử một vài đường đi. Từ từ nha. Từ từ. Nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ mình đánh trọng tài trước xong mà hai. Được. Xả dao thôi nha. Rồi sao? Thôi rồi. Ôi trời ơi. Đỡ gì mà chậm vậy? Người ta lên gối rồi lúc đó mới đỡ. Không, nếu mà là bạn nam thì khác chị. Bạn nam mà nó tấn rồi đó. Hồi nãy á, anh dễ lắm. Anh cứ gạt cái giò cái anh ôm em cái lại em hết ách. Chúng ta có 2 phút thôi. Nói sao cho nó tình cảm, đừng có lấy vỏ ra quýnh lộn hoài nha. Bắt đầu. Anh học môn gì? Aikido em. Aikido hai đặng hả? Anh dạy chưa? Anh đi dạy rồi. Hiện giờ anh còn đi dạy không? Còn em, nhưng mà lâu lâu thôi, tại vì công việc anh nhiều khi về trễ nên anh chỉ trợ giảng thôi. Mấy giờ anh đi làm về? Anh về thì anh làm 9, 5 giờ anh về. 2, 4, 6, 7 anh rảnh không? 2, 4, 6 anh rảnh. 2, 6 đi tập giỏi với em. 2, 6 anh đi dạy rồi. Anh đi dạy aikido hả? Aikido. Vậy thôi dạy em luôn đi. Em chưa biết học aikido. Vậy em và anh hai đứa dạy nhau. Em đâu có dạy được gì, em chỉ dạy được Muay Thai boxing thôi. Anh học cái gì? Taekwondo. Học boxing đi. Học boxing ha. Rồi được. Nơi đây nói chuyện quýnh võ hả? Tình yêu. Lần đầu thấy có cảm nhận gì không? Có gì trong danh mục cấm của em không? Có chút xíu, nhưng em sẽ gò anh được. Bây giờ em sẽ cho anh đi tập gym. Không, cái đó thì em quan nghĩa thượng nó đi. Sao vậy? Tại vì anh nói chung là anh không phải là mẫu người 6 múi, anh thích gom múi 6 múi vô 1 mà. Tập thể thao đó là vì con người mình nó khỏe khoắn nhờ người có. Ta nói chuyện tình yêu. Thường thường em thích đi những cái nơi nào để hẹn hò? Dạ em bất thường lắm anh, đi xem phim thì em đau tim. Anh thích xem phim ma mà em đau tim làm sao đi? Em không coi phim ma đâu. Dân nhà giỏ mà sợ má. Dạ em sợ ma lắm. Nói cái gì cũng có yếu điểm, có yếu điểm. Em hả? Em sợ nhất là cây kim. Chích em một phát là em xìu. Nhưng mà trước khi chích em được là thằng đó cũng chết. Anh không thích cái gì ở con gái? Con gái lấn lướt anh quá. Tại vì dù cá tính như nào, hiền khô dữ hay là ẻo lả gì đó, nhưng mà vẫn phải dưới anh một bước. Mà anh dám hơn được không? Tại vì em rất là muốn người ta hơn em. Thì cố gắng thôi, tại vì... Không phải là cố gắng mà là nhất định phải được. Chắc chắn được. Cười rất là nữ tính luôn á. Cười, đó. Anh có nhường nhịn em được không? Nhường nhưng mà tùy chuyện. Anh có sẻ chia với em được hay không? Anh vẫn sẵn sàng sẻ chia. Anh có tha thứ được hay không? Hỏi đúng cho tao trả lời luôn đi bà. Mà hỏi thì mà phải để cho người ta trả lời nữa chứ. Mà hỏi hoài mà không cho tao trả lời. Chắc cắn lưỡi. Không được cắn lưỡi. Anh phải hơn em. Anh nhất định anh phải hơn em. Thì bà phải cho người ta nói, người ta mới hơn được chứ. Dạ em xin lỗi chị. Mà nói không mà tao có nói gì đâu mà biết tao hơn không hơn. Lên đi em. Hơn nhưng mà hơn về vấn đề gì? Tại vì nó rất là nhiều phạm trù. Tất cả các phương diện anh đều phải hơn em. Có thể. Anh không lên được, em sẽ nâng anh lên. Với lại anh thích phụ nữ ở nhà lâu lâu nấu ăn. Nấu ăn thì em nấu vô tư lắm. Vậy nấu đồ nhậu được. Trời, đồ nhậu là em nhất. Nhưng mà em không nhậu đâu nha. Em bị bệnh tim, em không có nhậu. Uống được không? Độc giảm bệnh tim căng quá vậy. Bệnh tim nãy này nói nhiều quá vẫn thở nổi. Dạ, tim thông. Thật ra là em có bị bệnh, nhưng mà hơi chút thúc thôi. Thì nhìn vô là thấy em bị bệnh rồi. Đâu có thấy được bình thường. Đúng không chị? Hãy nói thật lòng mình, nãy giờ suy nghĩ gì chàng trai này? Dễ thương giống Doraemon. Cưng. Đại khái về làm bao cát cũng được. Ừ, đó. Cá tính thì anh thấy là như anh mong muốn rồi. Nhưng mà còn về cái gọi là sự kiềm chế thì chắc là để anh dành phải rèn luyện thêm một cái hãm em lại. Có nghĩa đừng hãm em không thích hãm đâu. Thôi, hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bấm nút hay bấm nút. Bấm là cưới, chứ không bấm là chơi. Năm sau đẻ luôn nha anh. Ok em. Vậy đi. Em thích con trai. Rồi trật tự. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm luôn đi. 1 2 3. Đó, thấy chưa? Đi đâu vậy? Từ từ. Phải không? Không. Còn cái nào? Hai đứa này mà ra hàng cướp nào mà xui mới giật đồ hai đứa này chắc chết quá. Thôi chúc cho hai đứa hạnh phúc nha. Đây là những chiếc vé xem phim hệ thống và cụm rạp Cinebox 212 Lý Thắng. Đây gửi tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Skin AZ Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn sản phẩm của Kumagol hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relust gửi tặng cho hai bạn. Như vậy là cũng đã hoàn thành xong một cặp đôi rất hồi hộp gay cấn, nhưng mà kết quả thì cũng rất là mỹ mãn. Biết nấu ăn. Nấu ăn ngon không anh? Cũng ngon em, mà làm biến lắm em. Em thích bạn nấu mũi cao á chị. Mũi cao chi vậy em? Để em thích vậy thôi, em thích nhéo chơi vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hả Mang. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Ôi, nó căng ra nó nhẹ nhàng làm sao. Chào em. Rồi em giới thiệu về mình đi em. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả đây ạ. Em tên là Tường Vinh, năm nay em 26 tuổi rồi. Em quê ở đâu, đang làm việc gì? Em quê ở Bình Phước nhưng mà hiện tại em đang làm ở Sài Gòn chị. Em làm nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em Phan Thanh Tiến, 27 tuổi, ở Đồng Tháp. Hiện em đang làm ở Bình Chánh, là kinh doanh ngành thuốc Tây. Em bán tiệm thuốc Tây ở đó Bình Chánh là em bán cho em luôn hả? Là nhà em luôn hả? Không, em là thuê mặt bằng. Thuê mặt bằng, em ở trên đây với ai? Dạ em ở một mình, lâu lâu mẹ lên ba. Một mình, vậy tốt rồi. Đó, bạn gái nghe chưa? Rồi, bạn gái giới thiệu về mình đi em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em thích nấu ăn với lại em ăn được nhiều lắm chị. Ăn nhiều đâu có thấy gì đâu. Mập mà chị. Với lại em thích tự lập, nên là em thích bạn trai đó cũng hay là tự lập giống em vậy. Đó, tự lập một mình lên thành phố. Ở mình mà ta Như vậy là tương đối thành đạt rồi đó bạn. Rồi. Điểm yếu của em thì nhiều lắm. Mọi người hay nhận xét là như là tính của em là hơi bất cần một xíu. Với lại em hơi nóng tính. Rất là dữ hả chị? Dữ hả? Dạ. Dữ là dữ thì sao? Nói chung là mấy bạn nam mà thích em á, thường em không thích lại thì em cũng chửi thôi. Rồi bạn trai bên kia, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em hơi khó tính một tí. Biết nấu ăn. Nấu ăn ngon không anh? Cũng ngon em. Mà làm biếng lắm em. Có ai nấu ăn còn buồn không có nấu. Ăn tiệm không vậy đó hả? Tại em ăn cơm tiệm không có được. Nên em ở nhà mình em thì em nấu. Không quen cơm tiệm hả? Dạ. Yên tâm đi, có người về nấu được rồi. Điểm yếu nhất của em là gì? Em nhút nhát đi. Nhút nhát. Dạ. Giao tiếp hơi khó. Hơi khó. Điểm mạnh là gì? Em thì hòa đồng với mọi người lắm. Coi như là nhát quá đúng không? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi. Chia tay cũng đây cũng 2 năm. Mối tình dài nhất là mấy năm? Năm mấy. Năm mấy hả? Dạ gần 2 năm. Sao chia tay em? Dạ tại bạn đó bạn về quê rồi, bạn học thi tốt nghiệp xong á anh, rồi về quê rồi cái chia tay. Về chia tay mình không theo hả? Không theo đuổi hả? Dạ em không biết nhà. Rồi với một phần nữa bạn đó bạn cắt đứt liên hệ lạc rồi không biết. Chứ không phải tại em đúng không? Dạ. Rồi. Rồi. Bạn gái em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi chị. Nhưng mà chia tay cách đây cũng 1 năm rồi. Chia tay xong mà đăng ký chương trình luôn á chị. Lý do tại sao mình chia tay? Quen được bao lâu? Bạn sau này thì em quen tầm khoảng 6 tháng rồi chị. Nhưng mà lý do chắc là do bạn đó có người mới rồi. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Nói chung là cái gì cao hơn em là em thích thôi chị. Hơi khó ha. Em cao mét mấy? Mét 68. 68 hả? Được, không bên sao. Bên đó nhiều. Bên đây 86. Rồi còn gì nữa không em? Em thích bạn nó mũi cao á chị. Mũi cao? Dạ. Sao mũi cao chi vậy em? Để em thích vậy thôi, em thích nhéo chơi vậy đó. Lạ nha. Gì nữa em? Em thích bạn đó là phải biết chơi thể thao. Biết bơi càng tốt. Biết bơi không em? Dạ, em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp bơi trời ơi, bơi giỏi luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích con trai lãng mạn quá. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì thường con trai lãng mạn á chị, hay lăng nhăng lắm. Với lại em không thích em không thích đầu hói lắm. Gì? Không thích đầu hói đâu. Nhưng mà nếu như mà bạn nó có đầu hói thì nên cạo đi anh ơi, để cho nó đẹp hơn. Người ta hói người ta có trái tim đẹp, có tâm hồn cao thượng. Không, bên đây người ta chịu hói, mà ví dụ ý bên đây nói là hói thì cạo trọc luôn. À trời, chịu hói đúng không? Không có hói. Em đây đâu có hói đâu. Rồi không, ý nói anh Linh á, cạo trọc đi. Đâu đấy. Rồi, bạn trai bên kia thích mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ là ngoan hiền, là một người phụ nữ đảm đang của gia đình. Tại vì em là con út nên đặc biệt là phải làm dâu. Em có làm dâu được không em? Dạ được anh. Làm dâu là về Đồng Tháp đó đúng không? Là hiện tại thì em ở trên đây nên ở trên đây, rồi sau này mới về. Ủa đang bán được mà sao về chi vậy em? Thì tại em là con út gia đình, ba mẹ ở dưới quê. À là phải về quê bán thuốc luôn? Dạ. Có cơ sở ở dưới chưa? Dạ ở dưới thì có, ở ngoài chợ, gần chợ á anh. Có rồi đúng không? Dạ. Nói chung vậy cũng ổn định. Rồi, để hôm qua anh coi đàn gái sao mà không thích. Sao về vậy? Đồng Tháp được không em? Về Đồng Tháp nhưng mà quan trọng là chợ. Nhưng mà quan trọng là về đó mình có công việc không, hay là bạn đó có nuôi em được không? Có nhà ngay chợ. Bạn trai thì có công việc rồi đó. Ừ, ổn định rồi. Được không? Cũng thấy cũng hơi xa. Về đó xin đi làm vẫn được. Biến tình yêu đủ lớn là được rồi. Đầu hói làm sao em không thích? Hói có dính líu gì tới chuyện hôn nhân tình yêu này kia không? Nhưng mà tóc ích kỷ lắm anh. Kỳ quá hả? Dạ. Kỳ lạ đó. Nhiều cô thích hói tôi không hiểu luôn nha. Bây giờ nếu như được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là tầm khoảng 1 năm nữa. Khoảng 1 năm đúng không? Dạ. Bây giờ còn điều gì về tính cách mà em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn nói gia trưởng. Không thích gia trưởng. Dạ. Với lại không thích nói nhiều. Nãy giờ thấy ngồi im re đâu thấy nói gì đâu. Dạ chắc là được hả chị? Chắc là được phải không? Đó, giờ chị suy nghĩ một hồi gặp nhau bàn cái vụ về lại quê làm dâu coi làm sao nha. Em cao nhiêu? Dạ em mét 71. Mét 71 được. Rồi, ủa mà thí dụ như mình làm được, mình định cư ở đây rồi mình rước ba mẹ lên cũng được vậy em? Dạ, nhưng mà em thích dưới quê hơn. Thích dưới quê hơn, không khí trong lành hơn ha. Dạ, yên tĩnh hơn. Yên tĩnh hơn, dễ sống hơn ha. Thôi cũng được, nhưng mà nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Khoảng 5 đổ lại. 1 năm đổ lại. Dạ. Vấn đề là về làm sao em thuyết phục được bạn gái ha. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Dạ đừng có đúng là đừng có mà hung dữ quá. Bạn chị chắc không có rồi. Bạn chỉ có hung thôi chứ không có dữ. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Giống Lý Nhã Kỳ là được. Giống Lý Nhã Kỳ. Con kia cũng không kỳ đâu sợ. Lát nữa nha, bàn cái vụ về Đồng Tháp nha. Dạ dạ. Rồi. Quan trọng là chị nghĩ ở đâu không có quan trọng. Thiệt là quan trọng là vấn đề mình có yêu nhau hay không thôi. Yêu là cỡ nào cũng đi mà không yêu ở cái bên cũng không thích nữa. Dạ đúng rồi. Rồi, mình hỏi ý kiến gia đình đi. Bạn gái đi với ai? Em đi với em gái của em với lại chị đồng nghiệp với mấy bạn ở chung phòng. Em ruột hả? Dạ. Rồi, sao gặp em ruột đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em là em gái của chị Vinh. Chị thì chị đúng là ở nhà có hay cầu nhàu, hay la em. Nhưng mà thật chất là em thấy là chị như vậy là hiền. Kiểu như là chị em nói chuyện cho vui vậy thôi, chứ không phải là chỉ giữ thiệt, cho nên anh yên tâm. Em thấy anh chị cũng hợp đôi. Nếu như mà thấy được thì anh chị có thể cho nhau cơ hội. Em xin. Bạn trai em đi với ai? Dạ em đi với mẹ rồi ba rồi nhiều lắm anh chị. Có gia đình luôn hả? Dạ. Đông người quá hả? Rồi chào hai bác. Dạ, chào Cát Tường, chào Quyền Linh. Cô thì thấy cháu bé hôm nay thì cũng được. Nói chuyện thì thấy cũng hiền, cũng được, cũng dễ thương. Nãy cháu nói là cháu bao nhiêu tuổi? Dạ con 26 ạ. 26 tuổi vậy là tuổi thân. Dạ 91 là tuổi mùi ạ. Cháu có gì làm dâu được không? Dạ con nghĩ thì làm dâu là không có vấn đề gì đâu ạ. Miễn sao là mình thương ba mẹ chồng thì chắc là ba mẹ chồng cũng thương mình ha. Cô thì cô nghĩ nếu mà cô đi cưới dâu á, thì nếu mà cô thương con trai của cô là cô phải thương con dâu. Cô bị cưới chứ tự nhiên cưới con dâu vậy mà không thương dâu thì cưới làm chi? Đúng rồi. Phải không? Cho nên là nếu cô thương trai cô là cô cũng thương dâu. Thì nếu mà cháu không được làm dâu á, được á, thì cô cũng thương như con trai của cô thôi. Dạ. Vậy thì giờ cô cũng mong cho hai đứa mà hẹn hò, có cuộc hẹn hò. Hồi nãy cô coi tuổi vậy là hợp không cô? Nếu tuổi mùi thì được, còn tuổi thân thì không được. Tuổi mùi đó. Cảm ơn ở nhà nha. Bây giờ thì hai em gặp nhau nói chuyện đi. Kéo màn. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng được nhưng mà trắng quá. Tại tối ngày anh ở trong nhà không à, nhà mới lạnh đó nên là từ đó giờ vậy. Dạ. Theo anh thì quan điểm tình yêu của anh như thế nào? Thì trong tình yêu thì phải có cái sự tin tưởng và chung thủy là được. Anh có phải là người chung thủy không? Anh thì trong tình yêu thì anh không có biết ăn nói. Nhưng mà thì luôn luôn anh phải, nếu mà thương thì phải chung thủy và tin tưởng người đó. Em thì không có cần là anh phải hứa là sẽ yêu em suốt cuộc đời đâu. Nhưng mà em chỉ cần là trong thời gian anh yêu em á, đừng yêu thêm ai nữa. Cái đó thì tất nhiên là khi mà mình thương một người nào đó thì phải thương một người đó thôi. Chứ khi mà chia tay thì mới tính tiếp vấn đề khác. Chia tay đừng có nhắn tin nha anh. Nói chung là người chơi thì tính gì chia tay. Chia tay là phải cho mặt nói đàng hoàng chứ đừng có nhắn tin chia tay vậy em không thích. Không, cái nào cũng phải rõ ràng em. Bây giờ em sống ở đâu? Hiện tại thì em đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh? Dạ. Vậy là em làm ở gần đó luôn em? Em làm ở quận 1. Hồi nãy em nói em làm bên gì em? Em làm kế toán cho khách sạn. Em làm vậy là có thời gian rảnh nhiều không em? Thường thì em làm được nghỉ trưa thứ Bảy với Chủ nhật. Anh có xuyên không? Từ đó chạy lên đây có xa lắm không? Nó cũng nếu mà đi thì không có xa cho mấy đâu. Chắc khoảng tiếng à. Hai người định khoảng bao lâu đám cưới? Em thì tính khi nào? Em nghĩ tầm khoảng năm sau. Cưới trước 30 là được rồi. Anh thì nếu mà ấy thì được, trong khoảng 1 năm đổ lại là được. Em thấy cô gái cao quá có ngại không trai? Dạ không, chắc nếu mà đứng lên chắc cũng ngang ngang mà. Đâu hai người đứng sát bên nhau nào, hai đứa người đứng kế bên nhau nào. Thử xem ba mẹ nhìn cho kỹ nha. Thấy hai trẻ thế nào? Cảm ơn tứ. Chưa, vẫn đứng đó. Chúng ta có 30 giây nhìn vào mắt nhau. Đứng vậy sao nhìn được anh? Quay phải lại. Vô, nhìn nhau. Đó, có thể hát nhau, tặng một bài nào đó, giao lưu rồi chúng ta sẽ cảm nhận về nhau nhiều hơn. Trời, cao dữ. Nhìn bạn gái mà hát. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh luôn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Trái tim của bạn bây giờ thế nào rồi? Nó rung quá. Nó rung quá hả? Thấy người đối diện sao? Thấy bạn xinh, cũng dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích. Thích là được. Người ta nói thích là nhất nha. Chúng ta đến giây phút quan trọng nhất. Chúng ta đã có ít phút để trao đổi, trò chuyện và lắng nghe được cảm xúc của mình ngay lúc này. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Các bạn suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay lên nào. Đó là thủ tục của chúng ta. Nào. Để nguyên. Đây, xin gửi tặng hai bạn quà tặng là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Skin AZ Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relust. Và đây là sản phẩm của Kumagol, hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Gửi tặng hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Thắng. Các bạn có thể vào đây để xem phim, để tìm hiểu nhau. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và đưa nhau đi xem phim, tìm hiểu nhau. Dễ thương lắm à. Rất vui đúng không quý vị? Vì ngày hôm nay là Quyền Linh và Cát Tường đã mai mối thành công cho hai cặp đôi. Rồi, ngồi xuống mình ghế. Rồi, xin mời hai bạn hãy mở mặt nạ của mình ra nha. Ok. Được không? Từ đây tôi phụ cho. Rồi, ngắm đi. Sao? Lần đầu tiên thấy chị Tường ngoài đời. Rồi thấy sao? Rồi thôi em tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ, nè. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Hồng Thanh. Em đến từ Bình Phước. Trước đây 2 tháng thì em là quản lý của phòng thí nghiệm. Còn hiện tại em đang làm nhân viên trong bách hóa xanh. Thí nghiệm là thí nghiệm gì em? Dạ, em thí nghiệm công trường. Rồi em bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Dạ, em 31 tuổi. Quê mình ở đâu? Dạ, luôn? Em sinh ra ở Bình Phước luôn ạ. Hiện tại bây giờ mình sống ra làm việc ở Bình Phước luôn. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị, em chào bạn Nam và xin chào tất cả mọi người. Dạ, em tên là Thanh Phụng, em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kinh doanh. Quê của em là ở Bình Định. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi. Thế bình thường thì em có hay lên thành phố Hồ Chí Minh chơi không? Dạ có. Rồi, thí dụ bây giờ mình có bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình nghĩ bao lâu mình sẽ thăm bạn gái được một lần? Dạ, tùy bạn gái rảnh rồi lúc nào em thăm đó. Rồi, em gái rảnh lúc nào? Thường thì em rảnh cuối tuần chị. Rảnh cuối tuần. Còn em sao? Vậy thì em xếp lịch cuối tuần em đi thăm. Nhưng mà tuần nào cũng thăm hay là mấy tuần mới thăm được lần? Dạ, tuần nào cũng thăm. Chắc không cái này không có hứa mà không làm được đâu. Bây giờ săn rẻ mà đi lại bình thường. Bây giờ săn rẻ đi lại bình thường. Ok. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, biết chia sẻ, hòa đồng. Về điểm yếu thì dạ em hay quên, với lại em cũng hơi nhát gan nữa. Đó giờ bị ai hụ gì mà mình cảm thấy mình sợ, mình ấn tượng luôn không? Dạ có. Cái gì? Ai? Lúc mà hồi nhỏ thì người ta hay nhắc ma á, cũng sợ lắm chị, rồi đã sợ mà cũng hay thích, cũng xem phim ma. Tối thì mình ngủ với được. Trời ơi, sợ mà còn coi phim ma nữa. Rồi tối ngủ với ai? Dạ tối thì em ngủ với nhỏ em. Em hiện tại giờ đang sống với nhỏ em luôn hả? Dạ, thì sống với em. Rồi ba mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ, ba mẹ thì ở quê. Ở quê, em với nhỏ em trong này thôi. Dạ. Mình ở nhà trọ. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em không biết. Điểm yếu của em là em không biết nấu ăn. Em hơi nhát khi mà đứng trước đám đông. Hoặc là thuyết trình gì đó là em nhát, em không nói được. Với lại không biết nhậu, không biết uống bia. Không biết nhậu, không biết uống bia. Không hút thuốc. Dạ, điểm yếu của em vậy. Cái đó điểm yếu hả? Dạ. Không biết nhậu, không hút thuốc, không uống bia là điểm yếu. Được, tôi chịu anh này nè. Chứ đó giờ nhiều anh lên đây nói cái đó điểm mạnh lắm, tôi thấy cái đó điểm yếu thiệt. Nhưng mà nó giỡn chứ mình phải biết mình phải có cái gì điểm mạnh chứ, hoặc là cái sở trường của mình chứ, đúng không? Ví dụ như em, cái gì là làm cho em cảm thấy tự tin nhất, hoặc là cái gì mà em làm nó thuần thục nhất, và cái gì là em hiểu không, mình cũng phải có một cái điểm nổi trội nào đó chứ, không gì đặc biệt chứ. Dạ trước giờ em chỉ chú tâm vào công việc đi làm, cho nên là em cũng không để phát hiện là em có điểm mạnh gì nữa. Chắc để bạn nữ khám phá. Trời ơi, biết khám tới chuyện nào mới được phá nữa. Rồi thôi bây giờ vậy nói về tình trường đi. Tình trường thì em như thế nào? Dạ tình trường thì em cũng chưa có mối tình nào chính thức hết. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Cũng có những người đeo đuổi mình, hay là mình có để ý ai, mình có lỡ say nắng ai chưa? Dạ cũng có say nắng một người, rồi cũng có một vài người theo đuổi mà kiểu giống như là duyên chưa tới. Cho nên mình cũng không có rung động trước người ta, cho nên là ngưng, không có cho người ta cơ hội tìm hiểu. Nhưng mà nó có tìm hiểu qua lại một cái mức độ nó, ví dụ như có một nụ hôn nào chưa? Chưa. Nắm tay cũng chưa nữa. Trời ơi, vậy là chỉ mới để ý kiểu như là xã giao thôi là đã thấy không tới được rồi đúng không? Dạ. Cái này là điểm yếu. Chưa có kinh nghiệm sống trong tình yêu. Dạ, thành ra uổng phí nửa cuộc đời. Bây giờ phải cố gắng lên nha, bữa nay cố gắng nha. Dạ. Rồi thế còn em thì sao? Dạ. Tình trường của em thì em có 2 mối tình. Và mối tình sau cùng thì em chia tay đêm Noel năm 2016. Đêm Noel 2016 tới nay là cũng gần 4 năm trời rồi. Dạ. Tại sao chia tay ngay đêm Noel ấn tượng vậy? Dạ tại có lẽ là do em làm nhiều quá, không có thời gian để ý đến bạn gái. Là cái đêm Noel đó không có đưa bạn gái đi chơi hay sao? Dạ đêm đó em bận việc làm. Dạ. Rồi bạn gái nói chia tay ngay trong đêm Noel luôn. Dạ tức là em gọi không bắt máy, xong cái mấy ngày sau thì chia tay. Thì tại vì em không đưa người ta đi chơi đêm Noel, thì đêm Noel đó người khác đưa bạn gái em đi chơi rồi. Dạ. Đúng không? Chắc là vậy rồi chứ gì nữa. Rồi ta đang đi chơi người khác, em gọi vô sao ta nghe máy được, thì sau đó là chia tay luôn. Tại dạ. Không? Dạ. Đúng luôn hả? Tôi nói chơi mà đúng thiệt luôn hả? Dạ. Dạ. Tại vì phụ nữ mà. Em nghĩ là do em. Do em. Nếu mà sắp tới em có người yêu thì em sẽ dành nhiều thời gian. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao 4 năm vừa qua em chưa tìm được một mối tình nào khác? Dạ em muốn tranh thủ cái thời gian mà em chưa bị vướng bận vì tình cảm để em kiếm thêm chút xíu gì đó. Thế hôm nay là tại sao hôm nay là đến với chương trình? Dạ em sợ ế. Dạ em sợ ế. Có nghĩa là công việc 4 năm nay rồi phải không? Bây giờ tạm gọi là ổn định chưa? Dạ tạm. Bây giờ thí dụ mà tiến tới hôn nhân là vừa có thời gian, cũng có thể có được một xíu gì đó kinh tế để mà lo cho cái mái ấm gia đình, đúng chưa? Dạ. Rồi em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em mong muốn tìm một bạn trai thì bạn ấy có tính cầu tiến trong công việc, làm người chững chạc, làm người có trách nhiệm, biết tôn trọng, biết quan tâm người khác. Em có những yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Về ngoại hình, để tính cách. Dạ về ngoại hình thì em hy vọng là bạn ấy cao hơn em, dễ nhìn là được chị. Chỉ cần như vậy thôi. Dạ. Cũng đơn giản. Thế còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Dạ em nghĩ là biết cư xử trong gia đình, trên dưới là được. Còn nghề nghiệp em không quan trọng. Về ngoại hình xinh thì càng tốt, mà nếu đó. Mà không xinh thì chịu luôn. Xinh càng tốt, không xinh chịu luôn. Em có thể nói nhỏ bật mí một cái điều em thích nhất ở người phụ nữ là gì? Cái người mà em muốn lấy làm vợ thì cái người đó em thích nhất điều gì? Em thích nhất là một người phụ nữ hơi hiền một chút. Dạ. Ở trong nhà thì có thể mình hiền chút, nhưng ra ngoài đừng có hiền quá. Tại em hiền rồi phụ nữ hiền nữa em sợ bị người ta bắt nạt. Chà, cũng đòi hỏi là cũng khó nha. Thôi bây giờ để tôi coi cái hình để em dự đoán thử coi nha. Chà. Rồi coi thử coi. Trong đây có cổ đó, tìm cổ đi. Được thì tôi gả luôn. Trời ơi, hình gì mà khó coi, khó kiếm vậy. Rồi, kiếm đi, có ảnh nó trọng á. Em cảm nghĩ cổ là ai? Em nghĩ chắc là đây. Đây hả? Dạ. Lý do tại sao là đây? Tại em thấy đây giống đây. À, đây giống đây. Ủa giống không ta? Hên xui. Chắc rồi phải không? Dạ. Mã này đúng ý em không? Dạ. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Dạ. Rồi để chờ đó đi coi phải không? Dạ em chắc em nghĩ anh này. Tại sao em nghĩ anh đó? Tại em nhìn thấy giống. Hay. Rồi bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim này. Cánh cửa trái tim sẽ được mở ra để chúng ta xem cái người đối diện với chúng ta ngày hôm nay là ai nha quý vị nha. Mở cửa trái tim đó. Chào em. Dạ em chào anh. Em tên gì quên mất tiêu. Tên Phụng. Rồi sao, rồi trúng không? Coi lại đi, cầm kỹ lại coi. Chắc trượt rồi. Chắc trượt rồi phải không? Trượt rồi là bị phạt đó nha. Hôm nay anh đi vội quá, anh cũng không có gì nhiều, anh có một món quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Gói hoa ấn tượng quá. Đây là món quà tự tay anh làm. Lát nữa bấm nút rồi anh sẽ mở cho em. Để bấm nút mới được mở hả? Bây giờ chưa ạ? Từ từ. Từ từ. Dạ em cũng có một món quà gửi tặng anh. Cái món quà này thì nó cũng có thông điệp là hy vọng anh cũng mạnh mẽ, cố gắng vươn lên trong cuộc sống giống như là cây sen đá này. Anh cảm ơn em. Ủa cái đó là cây sen đá đó hả em? Dạ cây sen đá. Sen đá. Sen đá. Khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Dạ em cảm thấy vượt qua mong đợi của em. Vượt qua mong đợi của em. Thế còn em? Em thấy em đoán trúng. Đoán trúng là cái hình cũng dễ quá mà. Nhưng vấn đề khi nhìn thẳng con người trực tiếp đang ngồi đối diện với mình thì em cảm nhận. Cái cảm nhận đầu tiên của em về anh ấy là như thế nào? Thấy ảnh hiền, cũng hơi rụt rè. Hiền hơi rụt rè. Nhưng mà bây giờ đây là một cô gái chưa có tình trường, chưa trải qua mối tình nào hết, mà em thì lại hiền rồi rụt rè nữa. Vậy thì trong cái câu chuyện tình yêu này, nếu bắt đầu thì ai sẽ là người chủ động? Dạ em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tại hai mối tình của em là bên đàn gái họ tấn công không à, họ xách máy cưa, họ cưa em nhưng em không có cưa họ. Đợt này em phải có cái cưa nha. Rồi bây giờ để cho em có cơ hội để em có thể thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, phải lãng mạn, phải quyết đoán, thì cho em một xíu thời gian để hai bạn tâm sự riêng với nhau được không? Dạ. Chị Tường mời hai bạn ha, cùng ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Cố lên nha, mạnh mẽ nha cưng. Dạ. Dạ em mời anh. Anh mời em. Dạ. Dạ anh ơi, cho em hỏi lại là anh tên Thanh không ạ? Đúng rồi em. Dạ. Anh 31 tuổi. Sinh năm 89. 89, dạ. Vậy giả sử như mình quen nhau á, rồi mình tiến tới hôn nhân á, thì em có mong muốn là anh về Sài Gòn làm hay là em về Bình Phước làm không? Nếu mà cái đó thì em về Bình Phước được thì em sẽ về. Còn nếu mà anh muốn thay đổi môi trường sống, anh lên Sài Gòn thì cũng được. Vậy thì bên nào hợp thì mình đi bên đó. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em nữa không? Thật ra thì anh lúc mà kéo màn ra thì anh thấy em là vượt qua mong đợi rồi, cho nên là không có gì nhiều để hỏi. Nếu mà mình mà tiến được xa hơn á, thì anh cũng không biết nói lời gì ngon ngọt nữa, nhưng mà anh chỉ nói một lời là cho dù là khi mà mình kết hôn á thì chắc chắn sẽ có cãi vã, thì cho dù là anh đúng hay anh sai thì anh sẽ chủ động xin lỗi. Thường thì cái bản tính của em thì em không có làm quá lên đâu. Nếu mà em biết cái vấn đề đó em sai thì em cũng chủ động làm hòa và em xin lỗi trước, chứ em không có bắt anh phải xin lỗi. Dạ. Thường thì những khi lúc rảnh á thì anh thích làm cái gì? Rảnh thì anh xem phim hoạt hình. Anh có xem Naruto? Không, anh xem 7 viên ngọc rồng. 7 viên ngọc rồng. Trời ơi, gì mà tôi ở ngoài hồi nãy hứa với tôi là chủ động mà tôi thấy ha, không có hỏi gì hết trơn, toàn để phụ nữ hỏi rồi trả lời không à. Rồi người ta còn có hỏi là anh có muốn hỏi gì em không. Rồi nãy giờ có họ có nói gì mà về tỏ tình lời nào chưa? Mình nghĩ chưa ha. Em quên. Cơ hội đâu có đến nhiều lần đâu, nó có chút xíu thời gian à. Nếu mà quen nhau á thì em dự tính là khoảng bao lâu thì mình kết hôn? Nếu mà quen mà hai người cảm thấy đủ chín chắn, đủ chịu trách nhiệm trong chuyện hôn nhân thì có thể là 6 tháng hay là 1 năm gì đó mình tiến tới. Không quan trọng thời gian. Dạ. Vậy nếu mà khi mà quen nhau á, anh được một thời gian rồi anh muốn dẫn em về nhà thăm quê của anh, cho biết nhà anh, thăm ba mẹ anh, thì em có đồng ý không? Dạ có, em cũng muốn biết nơi anh sinh ra, rồi với lại em cũng muốn biết người thân, gia đình anh, rồi ba mẹ anh. Thật ra người phụ nữ nào cũng muốn chứ không phải riêng em. Khi mà người ta quen với một người bạn trai, người phụ nữ lúc nào cũng muốn một cái sự công khai, một cái sự rõ ràng. Và luôn mình nghĩ thiếu một người bạn trai nào mà dắt mình về nhà, gặp cha, gặp mẹ, gặp gia đình là mình nghĩ rằng người đó là có ý đàng hoàng với mình. Còn người nếu mà người ta chỉ quen chơi hoặc người ta không nghĩ lâu dài, người ta sẽ không dắt mình về nhà. Bây giờ bữa nay em có người thân nào đó, em gọi cho người thân của em, gọi FaceTime em giới thiệu cổ hôm nay em gặp được cô bạn gái này rất là ấn tượng với em như thế nào đó, em khoe với người nhà em được không? Hôm nay người nhà em có ai biết em tham gia chương trình này không? Dạ ai cũng biết. Ai cũng biết. Thế bây giờ em muốn gọi điện cho ai? Dạ để em gọi cho anh anh hai, tại vì chị Tư ở trong nhà mẹ thì không có wifi. À, chị Tư không có wifi rồi. Là anh hai là anh ruột á hả? Dạ anh ruột. Rồi em gọi đi. Nay đi là cả nhà ai cũng biết hết trơn á hả? Dạ. Ồ, vậy sao không mời nhà đi theo? Dạ tại tối hôm qua là 9h30 là em vô làm ca đêm, sáng nay 5h30 em ra ca là em chạy xuống đây luôn, không về nhà. Alo. Anh đưa điện thoại cho mẹ, cho chị Toàn em với. Má hả? Má với cô Tư đang ở đầu dưới kia. Ôi cô Tư. Hello anh. Xin chào. Biết ai không là xin chào. Biết ai không là xin chào. Biết chắc là bồ con Thanh. Trời ơi. Lộn rồi, lộn rồi. Em là chị bồ con Thanh. Người nổi tiếng. Rồi đi đâu mà kêu ai, kêu lâu dữ vậy? Đây đây nè. Alo. Xin chào. Biết ai sau em không? Dạ, chào chị. Hôm nay là chị biết em trai chị tham gia chương trình Hẹn Hò không? Bất ngờ quá à. Dạ. Mới sáng chúc may mắn xong, bất ngờ gì nữa. Rồi thì giờ nói chuyện đi, giới thiệu liền đi. Trời ơi, thời gian cũng có hạn, ông lâu quá à. Dạ, em giới thiệu bạn gái được chị Thương giới thiệu cho chị. Trời ơi, em phải giới thiệu chứ giờ. Dạ con chào cô. Trời ơi, chị mà. Chị. Vâng. Em chào chị. Dạ em xin lỗi. Dạ em chào chị, em chào lại. Dạ. Dạ chị ơi, chị đang ở đâu vậy chị? À chị đang ở nhà. Nè, vườn cao su nè, Cưng thấy không? Dạ. Ở nhà mẹ. Mấy đứa nhỏ đó là con của chị hả chị? Đây con của chị đây. Wow, đẹp gái quá ha. Dạ. Trời ơi, nguyên một xóm luôn ha, vui ghê. Dạ. Em là Cát Tường, chị biết nhận ra em không? Trời, mà coi hoài là... Coi hoài luôn ha. Bây giờ em hỏi chị một câu thôi mà chị phải nói thiệt nha. Thế em trai chị có tật xấu gì không? Tật xấu hả? Giờ nghĩ không ra. Trời ơi, tốt hết hả chị? Tốt hết trơn hả chị? Không, không hoàn mỹ được đâu chị ơi. Dạ. Cũng phải có tật xấu. Có điều là em nó cũng cứ đi làm suốt á. Dạ. Thì, em cũng ở riêng nữa, cho nên thì tật xấu của nó thì... Nói chung hơi bậy hại vậy thôi, còn những mặt khác đừng quên. Rồi thôi bây giờ chị nhìn mặt em gái nè, chị cho em một câu nhận xét đi, chị thấy em gái như thế nào? Nhìn sơ thì em gái cũng dễ thương. Dạ em cảm ơn chị. Quan trọng á là hai đứa thôi. Rồi vậy em hy vọng một ngày nào đó thì gia đình mình sẽ được gặp nhau ha. Phụng về thăm gia đình chị chơi ha. Dạ. Rồi vậy thì thôi thì nói chung là đến cũng là cái duyên. Để giờ nhờ chương trình giúp cho hai em, nếu mà thành công được đó thì tốt. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ em cũng cảm ơn chị. Rồi chào chị nha. Bye bye. Ok, vậy là coi như tiền đề là thấy hấp dẫn được rồi ha. Hy vọng là một ngày không xa ha, sẽ dắt nhau về ha. Rồi bây giờ á, hôm nay á, là cũng có chị gái của Phụng đi theo nữa. Bây giờ mình giao lưu với gia đình mình rồi, bây giờ mình sẽ giao lưu với chị của chị gái được không? Dạ được rồi. Mời chị vô ạ. Chào bạn. Rồi. Nãy giờ mình ở ngoài mình lắng nghe câu chuyện của hai bạn thì mình cảm thấy như thế nào? Dạ nãy giờ thì em cũng quan sát thì em thấy bạn nam bên này cũng hiền, nhưng mà con cái là cũng hơi nhút nhát. Tại vì bé Phụng là bé này là rất là tốt bụng, nhưng mà nó có một cái là nó cũng nhát. Với lại cái tiếp người không có người yêu tới thời điểm bây giờ là tại vì bạn này sống theo cái kiểu hơi truyền thống. Có nhiều người giới thiệu cơ, cũng có nhiều người tỏ tình, mà bạn muốn có một cái mối quan hệ để tiến xa hơn, thành bạn không có mở lên lòng ra. Thì hôm nay bạn đến đây bạn mở lòng thì em thấy hai bạn cũng được, thì cái quyền quyết định còn lại là ở Phụng. Thì em cũng mong muốn có một người rước bạn đi trước cái tuổi 30. Giờ muốn nói gì với chị câu cho chị yên tâm đi, thấy không? Chị cũng thấy em nhát nữa. Thì hôm nay em đến đây thì em cũng mong muốn là kiếm được một người hợp ý với mình. Thì sau khi mà em thấy em Phụng thì vượt qua mong đợi của em rồi, thì em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn chị đã cho em cơ hội được gặp Phụng. Nếu mà em với Phụng có duyên á thì em sẽ dẫn Phụng đi cùng với em hết con đường này. Cái điều quan trọng là em có chắc chắn mình sẽ bảo vệ được cho bạn không? Tại vì bạn này thực ra tính của bạn rất là hiền. Em á thì em hiền đối với những người mà người ta hiền với em thôi, chứ cũng không phải nếu mà đụng vào người thân của em thì cũng chưa chắc là em hiền. Em chắc chắn như vậy. Thì Quyền quyết định còn lại là ở em. Rồi, cảm ơn chị. Hy vọng là cặp đôi hôm nay sẽ thành đôi, và chắc chắn là bạn này sẽ làm được những cái gì bạn đó hứa. Chúng ta chờ đợi kết quả nha. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ Tường tìm hiểu nhau cũng nhiều rồi ha, gia đình hai bên gặp rồi ha. Bây giờ mỗi người bóc một lá bài chơi nè, coi trong cái này là một cái game cho vui thôi, để xem trong lá bài này yêu cầu những cái gì thì mình thực hiện theo. Mỗi người một lá, đọc lớn lên. Rồi em trai đọc lên trước coi nè. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được gì? Cái gì là đọc lâu vậy? Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào 3 điểm bất kỳ trên cơ thể. Rồi đây bạn này đọc coi cái gì? Bạn nữ hãy kể ra 5 tật xấu của mình. Đó. Rồi thực hiện đi, qua bệnh. Mình đừng nghĩ đen tối quá em, mình nghĩ cái gì nó trong sáng lên. Toát mồ hôi. Toát mồ hôi cái gì? Nhắm xin chỗ nào người ta cho thì em qua em xin. Hôm nay thì cũng là ngày gặp mặt, thì anh thấy em vừa qua một đời của anh rồi, thì anh xin phép được hôn vào tay của em. Nụ hôn thứ hai anh xin phép được hôn vào trán của em. Và nụ hôn thứ ba thì cho anh hôn vào bàn tay còn lại của em. Không phải là chỉ là hôn mình là xong rồi thôi, mà anh muốn chứng minh cái lời nói của mình là anh sẽ cố gắng để mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ em quãng đường còn lại. Cho anh mượn cái tay phải. Xin lỗi. Ôi, tay nào trước cũng được, anh cũng khó. Cái thứ hai là anh xin hôn trán. Theo thứ tự xin. Rất tình. Anh cảm ơn em, tại vì anh hôn rồi thì anh sẽ thực hiện cái lời nói của mình. Anh bằng mọi giá anh sẽ thực hiện cái lời nói này của mình. Dạ, em thì không cần mình phải là nói quá nhiều. Quan trọng là mình biết mình nói cái gì rồi mình sẽ giữ lời hứa, mình hành động là được. Dạ. Rồi, về chỗ đi em. Rồi, tới phiên em gái thực hiện điều của mình đi. Dạ. Tật xấu thứ nhất của em là em ngủ em hay gác người khác lắm. Dạ. Thứ hai nữa là lúc mà em nóng giận lên đó, thì hãy để cho em nói. Em nói ra thì em sẽ bình thường trở lại, em không có giận được lâu. Nó không cho em nói là tức tối người lắm. Dạ. Với lại cái thứ ba nữa là em thì cũng hơi ngăn nắp, cho nên là nếu mà anh có bề bộn thì bề bộn, nhưng mà kiểu giống như là không cần phải cái gì để đúng vị trí đó, nhưng mà cũng phải là cũng chịu khó ngăn nắp một xíu chứ không là được. Em không thích chỗ đó. Tất nhiên thì em thấy mình ba cái đó, có ba cái thôi. Người ta có 3 tật xấu kìa, mình có cái tật xấu nào nữa không? Dạ em có một tật xấu là em rất là mong muốn được sở hữu một cô gái đẹp. Ra đường là em thấy gái đẹp là em hay đi theo, em hay nhìn người ta lắm. Để làm gì vậy? Dạ em mong muốn là được sở hữu bạn gái đó làm vợ của mình vậy đó. Có giờ đi theo bao nhiêu người rồi? Dạ em mà thích ai thì chắc em đi theo người đó tới nhà người ta. Mà nói giờ đi theo ta tới nhà được mấy cô rồi? Dạ em chắc không nhiều đâu, chắc khoảng cỡ 3-4 cô à. Mấy cô đó có chinh phục được mấy cô đó không? Dạ không, em đi theo người ta đâu có biết đâu. Bây giờ đợt này sao? Giờ cô này là có đi theo không? Dạ cô này thì nếu mà cô cho phép thì em bám đến cùng luôn. Ủa mấy người kia người ta cũng đâu có cho phép mà em cũng đi theo vậy? Dạ mấy người kia họ không biết. Đừng rồi, thí dụ giờ cô không cho phép rồi sao? Thì em sẽ ráng để thuyết phục cho cô cho phép. Để được coi. Nhưng mà rồi cổ đi theo cô này rồi mà rồi hồi nữa thấy mấy cô khác đẹp hơn rồi có đi theo mấy cô kia nữa không? Theo mấy cô kia cô này quánh em chết. Rồi người ta hiền lắm sao người ta dám quánh. Tập trung ở đâu là tập trung vào một chỗ thôi nha. Hồi xưa mình còn mình chưa có đối tượng hoặc là mình ấy là thì mình đàn ông thì thấy gái đẹp thì thích đi theo là đúng rồi. Dạ. Cái đó là về giới tính là hợp lý. Nhưng mà khi mình đã có đối tượng rồi là mình phải tập trung chuyên môn vô nha không? Dạ em nghĩ là cái đó là em có thể làm được, tại vì em quen mối tình đầu của em thì khi mà chia tay thì cũng khoảng 5-6 năm sau em mới quên được người ta. Cũng là một người chung thủy đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ hai bạn hãy nhìn nhau đi, 30 giây thôi. Mỗi người sẽ nói với nhau một câu nữa trước khi chúng ta dừng cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ em đang suy nghĩ điều gì và em mong muốn điều gì? Hiện tại thì lúc mà vừa mới mở cái màn ra thì em thấy ảnh được, tính tình hiền. Em mong muốn một cái nữa là anh ấy mạnh mẽ lên một xíu, mình dứt khoát lên một chút. Dạ. Chị cũng thấy như vậy, còn em? Mong muốn của em thì anh sẽ cố gắng, anh thực hiện. Anh sẽ cố gắng đến khi nào mà em cảm thấy hài lòng thì thôi. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Y Tường, hai bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nha. Nếu đồng ý thì mình bấm thật mạnh, ấn thật mạnh xuống cái nút bấm. Nếu không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Và hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra cái quyết định này. Có thể là người thân, gia đình mình cũng đang theo dõi. Mình phải chịu trách nhiệm với những cái quyết định của mình các bạn nha. Nếu là cơ hội của ta thì ta phải nắm bắt. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Rồi, hai cái đèn đã sáng lên rồi thì còn một việc nữa chúng ta cần phải làm, đó chính là khui quà của em, đúng không? Bây giờ được khui quà phải không? Dạ. Em gái khui cái quà đó ra xem là cái gì. Tôi hồi hộp quá. Tại tôi sợ nếu mà không bấm nút chắc quà được trả lại hay em? Không bấm nút là dạ không à. Là vẫn mở đúng không? Dạ vẫn mở. Dạ. Cái gì vậy? Cái này là cục bê tông anh tự đúc. Anh nó mang theo ý nghĩa là khi mà anh đã thương một ai đó rồi là anh sẽ giống như là cục bê tông đó sẽ không có cái gì khác có thể là xâm nhập vào trái tim anh được nữa. Này là cục bê tông á hả? Cho anh xin phép được mở món quà đó. Qua đây. Trời ơi, bê tông đúc chặt quá ha. Cục bê tông này với cọng dây chuyền này là anh cũng chuẩn bị cho em cách đây là chắc hơn 1 năm rồi đó. Ở cái mặt dây chuyền này là anh có nhờ người ta khắc tên của anh với lại số điện thoại của anh. Có được số điện thoại nữa hả? Nếu mà giả sử bị rớt điện thoại vô nước hay này kia mà không nhớ số điện thoại của anh đó, thì em cứ đeo cái này. Người ta rớt điện thoại vô nước vậy ông? Em giả sử thôi ạ. Giả sử kỳ là đúc cái cục bê tông thôi phải không? Chứ còn cái dây chuyền là mua phải không? Dạ. Tưởng đâu làm luôn sợi dây chuyền chứ. Dây chuyền này em đặt ạ. Có số điện thoại nó hay quá ha. Giống như đi tìm kẻ lạc vậy đó, không sợ bị lạc. Ai là mơ gọi giùm tôi số này á, kiểu dạng vậy đó. Em cảm nhận món quà như thế nào? Dạ em thấy ảnh chuẩn bị chu đáo, với lại là nó cũng có ý nghĩa. Kiểu như là trong cổ mình lúc nào cũng có ảnh á. Món quà này thì có ý đồ quá. Rồi mời hai bạn qua đây, bấm nút rồi thì chúng ta về chung một nhà nè. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là những món quà của chương trình dành cho mình ha. Đây là những chiếc vé xem phim tại hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Thắng. Đây là món quà làm đẹp chương trình dành tặng cho em. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi bây giờ thì một nụ hôn dành cho nhau nhân kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu chính thức hẹn hò. Mời bạn trai. Với cái nụ hôn này nha, người phụ nữ người ta chưa có bạn trai nha, mà người ta bị em hôn trước mặt bao nhiêu con người như thế này là em phải chịu trách nhiệm. Dạ. Mối tình này thì chị thấy đẹp đôi nhưng mà còn rất nhiều khó khăn, bởi vì nếu em không chủ động thì rất là khó mà phát triển cái mối tình ngay từ đầu. Chị đã nói rồi, đây là một bạn gái truyền thống và rất nhút nhát, mình phải mạnh mẽ lên để bảo vệ được cô ấy. Dạ. Có tin vui gì báo với Tường liền nha. Dạ. Rồi chúc mừng hai bạn thành công. Dạ. Bây giờ còn nói gì nữa chị? Nói gì nữa? Em háo hức quá rồi. Bắt đầu nhiều chuyện nữa. Lại nóng nảy nữa đúng không? Phải là nghiêm túc, mình là ông Mai, nhớ chưa? Mặc dù chị đại diện họ nhà trai nhưng mà em cứ việc soi chị. Chị thích em cứ việc soi chị thoải mái. Soi chị được luôn hả? Không phải, soi hai chàng trai của chị. Rồi. Hiểu không? Dạ. Để khi mình kết đôi là phải dính đúng không chị? Đúng rồi. Kết đôi là dính đúng không? Vậy ta mới gọi là mình mát tay. Dạ, ngày hôm nay có thêm bài học mới của chị Tường. Kết đôi là phải dính. Rạo rực quá rồi Tường ơi. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, Cát Tường xin mời hai bạn nam xuất hiện. Wow, vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Wow, trời ơi, lỉnh khỉnh ha. Nhà trai đã đến rồi thì nhà gái còn chần chờ gì nữa. Giờ mời hai mỹ nhân bên nhà gái. Hai bạn nam hãy nhìn về phía ống kính. Wow. Cô gái ngồi cái vị trí ghế màu đỏ. Bây giờ em có thể giới thiệu về mình. Chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên là Trần Thị Thanh Xuân. Năm nay em 30 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Quê thanh xuân ở đâu? Dạ hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lâu lắm rồi chị. Nói cho em biết nha Thanh Xuân, em giới thiệu mà bên đó nhưng bên đây có một người hơi tay chân hơi quýu quýu. Một người cũng ngồi cùng cái chiếc ghế màu đỏ với em. Có gì đâu lấy tay để che lên ngực, rớt tim ra ngoài hay gì? Đúng. Rồi giới thiệu đi cưng. Dạ, xin kính chào chị Cát Tường, anh Đạt. Em tên là Phạm Phi Hòn. Em là một người con của tỉnh Đồng Tháp. Vậy là lên đây ghi hình thôi chứ còn mình vẫn ở dưới Đồng Tháp. Dạ đúng rồi. Rồi chừng nào về? Chắc đây đi xem phim với bạn nữ mới về chứ. Đi xem phim với bạn nữ mới về, đúng. Wow. Mà mục tiêu rồi, lớn dữ ta. Có bấm nút mới được xem phim chứ không bấm không có được xem phim đâu nha cưng nha. Nhưng mà giờ Hòn đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên thu mua cho một công ty lúa gạo. Dạ. Hello em trai ngồi ghế màu xanh. Dạ, chị Cát Tường ạ. Rồi em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Tùng ạ. Năm nay là em 31 tuổi ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên, mình vô đây lâu chưa Tùng? Em vô đây từ năm lớp 8 ạ. Em làm đầu bếp ạ. Wow, ghê vậy. Đầu bếp về ẩm thực miền nào? Dạ em đầu bếp về bữa ăn buổi trưa. Em có nói chung là ba miền, miễn cái đồ ăn mọi nơi miễn là tốt cho sức khỏe. Dạ dạ đúng không? Quán ăn hả? Đầu bếp, đầu bếp. Dạ không ạ, em làm ở nhà rồi sau đó em nấu ăn xong sau đó em tự đi giao cho mấy chị. À, coi như là nấu bán online luôn. Có người đặt hàng. Dạ có người đặt trước rồi xong đó em buổi sáng em nấu rồi xong là em dọn em đi ra. Rồi bên kia đi, cô gái màu xanh đi. Còn chần chờ gì nữa mà không giới thiệu về mình nhỉ? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên Tô Thị Thanh Hiền, em ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Hiện tại công việc của em là bán đá phong thủy online. Ồ, cũng bán hàng. Dạ em bán cũng được 6 năm rồi. Là có kinh nghiệm rồi hả? Dạ. Có biết coi bói rồi không? Dạ em không biết coi bói đâu nhưng mà em biết coi phong thủy. À, biết coi phong thủy luôn hả? Hay vậy trời. Bữa nay đi quay hình rồi em có coi trước cái phong thủy bữa nay nhắm cái hướng đi rồi nó tốt em. Hợp màu gì không? Em nghĩ là hai. Em nghĩ tùy duyên đó chị. Tùy duyên ha. Tùy duyên hả? Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Relust 201 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 201, giặt và xả tất cả trong một. Nay Tùng xuống đây với ai? Đi quay hình với ai? Dạ hôm nay em chỉ đi được một mình thôi ạ. Dạ sao vậy? Không có ai theo ủng hộ tinh thần vậy? Có cố gắng mà không ai sắp xếp được ạ. Vậy hả? Rồi còn Hòn đi với ai? Dạ em đi với người em họ. Em họ, rồi em gái đó ha. Hello em, chút xíu mình giao lưu với nhau nha. Ok, rồi bên họ nhà gái. Dạ em đi với một người bạn thân của em. Bạn gái đang ngồi ghế rồi. Bây giờ tới em. Dạ em đi chung với mẹ, con trai và lớp trưởng học chung cấp 3 của em. Trời ơi dắt thì theo tới 3 người lận, có người có ai đi theo hết. Một người dắt theo tới 3 người. Tôi là bà cũng là bà Mai bà Mối, tôi sẽ làm đại diện, tôi ủng hộ tinh thần. Bây giờ Tùng. Một mình chị soi nổi 3 người dưới không? Được hết trơn á. Bây giờ nè, ưu tiên cho Tùng, ta không có người nhà đi theo nè, là rồi. Tùng ngồi ghế màu xanh nha quý vị. Tùng ơi, bây giờ em giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì chắc là em biết nấu ăn rồi, dọn dẹp nhà cửa thì chắc em cũng biết. Còn điểm yếu của em thì chắc là hay quên lắm. Có nào nói đồ ăn quên em nếm không? Chị ơi. Dạ, cũng nhiều khi em hay lên muối nhiều. À vậy hả? Điểm yếu là hay quên hả? Bên kia làm sao? Em giỏi về kinh doanh, với lại em thích hát. Không, anh thấy điểm mạnh là như là coi phong thủy. Phong thủy là kinh doanh của em đó hả? À, đó là cái kinh doanh đó hả? Mà. Dạ đúng rồi. Mới nghe ha, thích hát kìa. Mà cái người thích hát có nhiều người nghe. À là mình phải làm liền luôn hả? Đúng rồi, làm liền. Làm liền luôn đi em ơi. Vỗ tay quý vị ơi. À, vậy thì em xin hát đoạn thôi của bài Tuổi Mộng Xứ Đông ạ. Anh hỡi anh khi trời mưa lất phất trên phố, thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai. Từng giọt mưa, mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say. Tình yêu là sợi tơ đó thấy chưa? Anh biết không, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dang. Chiều hôm nay, mưa rơi cánh chim lạnh lót trong vườn cây. Em vẫn mong phố đông người xanh bước bên cạnh. Sao Tùng? Dạ em rộn ràng à. Rồi. Mà khúc như nhắn nhở nhiều điều lắm á, tình như sợi tơ đồ, nhưng mà vẫn mơ mộng là sánh nước bên chàng đó nha. Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có, là bướng. Tính em hơi bướng với lại cũng hay khóc nữa. Tức là cái đó mà không hợp ý mình đó thì không có thể ép em được. Ví dụ như A là phải A chứ không phải A là A phẩy được hả? Dạ cái đó đúng là sai chứ không có thể nào mà đúng mà mình có thể cho qua được là không được, mà sai mà cho qua cũng không được. Trời bướng. Cái này giống chị Tường hay Tường ha? Chị đâu có khóc đâu. Rồi chị đâu có khóc, chị mạnh mẽ khóc, dạ. Bướng đã, quậy đã, ghẹo đã rồi cùng khóc là không được. Điểm yếu đúng không? Dạ. Mỗi lần mình khóc là ai dỗ? Dạ tự mình dỗ. Đó, thấy chưa, tự khóc tự dỗ. Những người phụ nữ mạnh mẽ thường hay vậy. Nói chứ tôi khóc đêm phia không mà mọi người đâu có thấy được đâu. Ơi chị nói câu đó tự nhiên ta cũng khóc luôn kìa. Khóc hả? Kẹo ơi chi vậy? Ủa khóc rồi hả? Gì mà mau khóc rồi đó. Dạ hơi rưng. Rồi đó rồi. Trời ơi. Sao có thích người phụ nữ mong manh dễ vỡ dễ khóc không? Dạ chắc cũng có hả? Rồi thí dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi. Khôn quá à. Rồi bên đây Hòn sao Hòn? Dẻo dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Ok rồi, thế với còn em thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Nghe kìa, điểm mạnh điểm yếu kìa. Anh Hòn này nghe, Thanh Xuân. Dạ. Chắc có lẽ là cũng biết chút nấu ăn. Biết làm mồi nhậu. Mồi nhậu dữ không? Tôi coi. Chà cũng khá. Mấy lon? 6 lon. Bên kia biết nhậu không cưng? Dạ em cũng có chút. Mấy lon? Tầm 3 lon. Đưa em đi nửa chặng đường, nửa chặng còn lại. Dạ. Em tự lo. Còn lại anh đưa. Đúng rồi. Khuyết điểm của em thì không biết ăn cay. Có xíu nóng tính. Kiểu như em không thích nói dối. Cực kỳ. Rồi khi mình biết mình bị gạt thì mình làm gì người ta? Giận. À giận thôi hả? Cho tưởng nó quýnh hay là gì chứ giận thì cũng bình thường. Rồi thôi cũng được, không có đến nỗi nào. Đây sao? Điểm mạnh điểm yếu nè. Dạ điểm mạnh của em thì em có thể nấu nướng. Nhưng mà thường thì ở nhà em nấu mình em ăn. Đó là điểm mạnh em luôn hả? Cái này là dũng cảm. Ủa nó nghe nè, nếu vậy sao em biết em nấu ăn ngon vậy Sơn? Dạ em nấu ăn cho mọi người bên ngoài ăn thì ai cũng khen ngon. Nhưng mà riêng người nhà em á thì do cái khẩu vị không hợp á. Rồi nhiều khi bột của nhà không có thiên á. Dạ đúng rồi, có thể vậy. Cái điểm yếu của em là em rất là cọc tính. Rồi em rất là nóng. Khi mà em mất ngủ em mới như vậy. Còn bình thường thì em không như vậy, em rất là vui vẻ hòa đồng. Hôm nay em có bị mất ngủ không? Dạ cũng có chút mình. Có chút mất ngủ nha. Thọt Hòn ơi, có chừng Phi Hòn là hồi bị phi đau á Hòn ơi. Gì bên đây nãy giờ uống tim rồi. Ngồi nó vịnh tim hoài, nó sợ rớt ra ngoài kìa. Bây giờ vô cái tình trường đi, chị đang tò mò với thằng bé ngồi dưới á. Bên đây nè, cô gái bên đây coi phong thủy nè. Bé dưới là con trai em. Dạ. Vậy là em ly hôn với ba Ken cũng được 7 năm. Vì sao mà hôn nhân của mình không được mỹ mãn? Vì sao hả? Em thật ra là tụi em như bạn bè vậy đó anh. Khi mà quen nhau thì hai đứa rất là hợp luôn. Nhưng mà khi cưới nhau về thì những cái mâu thuẫn trong gia đình nó xảy ra. Thì mình không có tiếng nói chung thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề đó. Cái quan điểm đó của em đưa ra thì ba Ken sẽ bác bỏ đi. Vậy đó. Dạ. Không có tiếng nói chung. Tùng thì sao Tùng? Thế mà tình trường của mình như thế nào? Em cũng từng có gia đình và cũng có một bé trai. Năm nay là được gần 5 tuổi rồi. Kết hôn được bao lâu? Tụi em hầu như là chưa đám cưới. À vậy hả? Dạ, tụi em chỉ đăng ký kết hôn. Có đăng ký kết hôn. Dạ. Tụi em sống chung thì từ lúc vợ em có bầu đến lúc con em được 1 tuổi là tụi em hầu như chia tay rồi đó. Rồi giấy tờ chính thức chưa, chia ly dị chưa em? Dạ, giấy tờ chính thức rồi. Rồi con ở với ai? Dạ, con thì em nuôi. Ngồi vậy bình thường, con nhỏ phải theo mẹ chứ sao lại em nuôi? Dạ, tại em không biết làm sao nhưng em không thể xa con em được. Em cũng nói chuyện với mẹ của bé là để xem lui thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà nguyên nhân tại sao lại chia tay? Cái lúc mình sát vô nhau và có con, cái lúc đó ấy, giống như là tình yêu nó tức thời. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 26 tuổi. 26 cũng chín chắn trưởng thành rồi chứ phải non nớt gì đâu. Tại lúc đó em làm xong cái môi trường công việc của em đến từ sáng đến 10 giờ đêm ấy. Cứ làm như vậy hoài cái tự dưng cái con người mình nó trở nên cô đơn. Rồi đến khi mình có một cái mối tình cái mình cứ nghĩ là đó là một người vợ. Nhưng cuối cùng thực ra là không phải như thế. Bất cứ vấn đề gì em nói ra cái vợ em đều khóc thôi. Ví dụ như vợ em vừa mới đi đâu đó cái rồi xong không nghe điện thoại, em hỏi từ sau đi đâu nhớ cái điện thoại để hay nói gì đó cái không. Cái vợ em đi chơi về muộn cái em bảo từ mẹ cũng nói là thôi đi về sớm sớm chút có con nhỏ cái không. Cái mọi thứ đều là khóc hết và trời, bên không giải quyết được khóc gì. Rồi là Tường ơi nãy tôi muốn nói mấy câu Tường ơi bên đây cũng đang muốn khóc hết Tường. Chết cha rồi, đang muốn khóc rồi Tường ơi. Dạ mọi thứ là cứ là ai khóc. Ai là người đề nghị chia tay? Hầu như là hai đứa tự thấy như vậy. Rồi có khóc nữa không? Dạ không, lúc chia tay thì hai đứa đều vui vẻ. Có còn qua lại thăm con đồ gì không? Dạ cô ấy cũng qua lại thăm con. Là cười không chứ hết khóc rồi? Dạ cười không à, bây giờ thoải mái hơn. À vui hết là được rồi. Nhưng mà coi chừng bên đây ngán bên kia cái vụ không lý do nha. Em cũng khóc, không lý do hơi mệt à. Hồi nãy là hay khóc quá đó. Sợ không? Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có, là bướng. Tính em hơi bướng với lại cũng hay khóc nữa. Dạ cũng em cũng hơi rung rung. Hơi rung rung à. Rồi ngồi suy nghĩ chút đi, tôi chuyển qua cặp đỏ. Anh Hòn, tình trường anh sao anh Hòn? Em cũng là người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Rồi có con chưa? Em có một bé trai. Bé trai luôn, mấy tuổi cưng? Gần 2 tuổi. 2 tuổi, giờ bé sống với ai? Hiện tại bé đang ở với mẹ chị. Rồi kết hôn được bao nhiêu lâu mình chia tay? Tụi em kết hôn được gần 3 năm. Vợ cũ em á là không muốn sống ở gia đình của em. Coi như là làm dâu á hả? Dạ. Rồi sao nữa? Đưa ra những cái điều kiện có lẽ em không thể chấp nhận được. Bởi vì em là người sống thiên về gia đình. Có nghĩa là tình cảm em cần một cái gia đình đầy đủ các thành viên. Em muốn có bà có mẹ ở chung nhà. Nói chung là em muốn là vợ qua ở là làm dâu. Dạ. Mà vợ không muốn. Cũng không phải là làm dâu gì. Tại vì toàn đi làm xa không à. Đi làm với nhau thì lâu lâu về thăm gia đình vậy đó. Cổ là người chủ động. Em cũng suy nghĩ cũng tôn trọng quyết định. Em buồn hơn một cái là khi mà em rất thích con nít, qua thăm con ông bà ngoại bé có nhiều lần ngăn cản, thậm chí những cái vật dụng em mua cho con em thẳng tay quăng. Thôi bây giờ chuyện cũ nó qua rồi. Nói chung là đây tôi nghe sơ sơ là cái bóng dáng kiểu như là cũng cái chuyện mẹ chồng nàng dâu là cũng có vấn đề ở trong này. Em sao? Hiện tại em cũng có một bé gái 3 tuổi. Khi con em 6 tháng là chồng em tự động rời bỏ ngôi nhà chung. Rất đồng cảm với các bạn nữ, nhưng mà nguyên nhân sao ly hôn? Dạ nói chung là nhiều cái mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, với lại là chồng em không có trách nhiệm. Từ khi mà ảnh đi á là con em 6 tháng cho tới thời điểm này con em 3 tuổi thì ảnh không cho con em được một hộp sữa. Lừa dối em rất là nhiều, không rõ ràng về tài chính. Tới thời điểm nhà 3 tuổi là quyết định không cho con em gặp chồng em, không cho nhận chồng em luôn. Một mình em nuôi con em. Đều là những người phụ nữ mạnh mẽ. Thôi cùng đồng cảm với các bạn nha. Cố gắng lên. Rồi mọi thứ nó phải qua một cái trang mới nha. Cố lên. Dạ, không, cố lên. Trời ơi, 4 người ngồi trên đây, 4 cuộc đời dang dở. Phải rút kinh nghiệm nha. Rút kinh nghiệm để cho những cái mối tình sau khi mình đã quyết định thì nó phải chắc chắn hơn nữa. Nè em. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Là tâm lý một tí là được. Bề ngoài thì sao? Dạ bề ngoài thì dễ nhìn tí. Dễ nhìn đó. Thiệt, dễ nhìn. Quan trọng là cái người thân người ta đi theo nè. Ta có con trai đi theo, mẹ có chịu mà con trai không chịu thì cũng vậy thôi à. Phải không con? Con tên gì con trai? Đẹp trai quá. Dạ chào. Dạ. Chào cô Cát Tường. Cô Cát Tường và chú Minh Đạt. Và được. Chào tất cả các vị khán giả. Con tên là Lưu Huỳnh Quân. Con là con của mẹ Hiền. Trời ơi, quá dữ. Quân ơi, hôm nay nãy giờ con ngồi đây là con biết mẹ con đang làm gì trên này không? Dạ biết. Làm gì vậy? Dạ tham gia chương trình. Tham gia chương trình để làm gì? Để kiếm cái gì? Không biết rồi. Không biết gì rồi. Mẹ có nói con không? Để kiếm bạn, về chơi với con cho vui được không? Nếu mà có một người nữa về chơi với con rồi đưa con đi học rồi phụ mẹ, con chịu không? Dạ chịu. Nhưng mà người bây giờ nhiều lắm, giờ con phải chọn. Con là người đàn ông trong nhà, con quyết định, con quan trọng lắm. Bây giờ con đừng sợ, nhìn mặt của Tường không sợ gì hết. Dạ con thích chú màu xanh. Thích chú màu xanh. Tại sao thích? Thích cái gì? Dạ tại vì con thấy chú đó hợp với mình. Hả? Hợp chỗ nào? Của Tường có thấy hợp gì đâu. Tại vì chú màu xanh nấu ăn. Chú màu xanh nấu ăn. À, thấy chưa? Trời ơi. Chú màu xanh thở dài luôn. Chú màu xanh có kiểu tóc giống con. Con thích ăn món gì nè, để mẹ, để cô Tường kêu chú nấu cho con ăn nè. Dạ con thích ăn dạ cơm cuộn Hàn Quốc. Wow. Sao nè? Được ngay á. Con thích ăn trứng không? Trứng luộc, trứng trời ơi, chú biết ý con. Chú có đem trứng cho con ăn luôn á. Ngoại ơi, hôm nay ngoại ngồi dưới rồi, ngoại nhận xét, ngoại thấy sao ngoại? Cô chào MC Cát Tường, dạ. Minh Đạt với lại dạ. khán giả. Ví dụ vợ chồng nó gian dở, nó nói là nó không có nói kỹ, cô bây giờ cô nói luôn. Là ví dụ như là ba của Ken nó cũng không, hai vợ chồng không có cái gì mà nó đáng đó. Mà mỗi tội chồng nó là không biết chia sẻ thôi. Ví dụ như là nó ví dụ đi đâu, anh ở nhà đón con giùm em, rồi là chồng là nói là cái chuyện của đàn bà rồi vậy vậy á. Thì bé cô là nó nghĩ là chồng nó ở đời nó phải biết chia sẻ, mà này nó không biết chia sẻ. Bé cô nó không có thể ở vậy thôi, nó chia tay thôi. Thế tại giờ cô thấy bạn này sao? Cô nói thiệt, dạ. Thấy bạn nào cũng thấy dễ thương hết á. Bây giờ chắc tùy duyên do con cô chọn đi. Cho đi cối này nè. Tự nhiên mẹ nói xong khóc quá khóc luôn cơ. Chết cha rồi. Con bé này nó hay có cái tật khóc em ơi. Em cũng hơi rụng rời. Đạp vỗ dưa, thấy vỗ dưa cũng sợ đó. Bữa nay khóc lại mình chia tay đó. Không biết luôn á. Cô chọn cái hả? Đi dạ. Cô thấy ai cũng ngang nhau, giờ biết chọn ai trời. Không có được cô, cuộc thi là phải có người đi tới nhất chứ không thể nào hai đứa mà cùng nhất được. Dạ. Vậy cô chọn hả? Chọn ai trời? Trời ơi trời. Cô chọn bạn ghế màu đỏ quá. Chọn bạn ghế màu đỏ hèn chi nãy giờ cũng khó nói chứ không. Tại vì á là mình ghép đôi cho con gái cổ là cái anh màu xanh đó, nhưng mà tại tôi biết tâm lý phụ nữ, tôi biết tôi mới ép cô chọn. Tại vì nghe bên đây chê cái vụ khóc rồi ví dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi, rồi bên đây Hòn sao? Hòn dịu dàng hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Dạ. Cho nên cô thấy không ổn, cô chọn qua anh màu đỏ, cô cũng sợ con về không đó. Về gốc rồi ôm. Rồi cảm ơn cô. Thanh Xuân, dạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao hơn em một cái đầu, hơi tròn tròn. Hơi tròn tròn. Cao cái đầu hơi tròn tròn. Bia mà sáu lon mà không tròn có được. Hay ta. Rồi sao nữa? Chắc bạn nó giống anh đó, tóc giống anh. Hay hay quá. Có râu không? Dạ không. Hay quá ta. Không cần đẹp trai, em không cần Hàn Quốc này thế kia. Em cần tâm lý thì có thể về mình tìm hiểu và bổ sung sau. Nhưng hai cái tiêu chí có nhất định phải có người đàn ông là phải có ý chí phấn đấu cho tương lai và trách nhiệm trong cuộc sống giữa vợ chồng thôi. Có cái gì em không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông nhầy á, lầy á. Nhầy, lầy lội. Ê nhậu xỉn có lầy không? Ăn nhậu lầy lội. Dạ. Không, bữa nay xỉn nó ngủ à, không có lầy đâu. Rồi bữa nay là Cưng đi với ai? Thanh Xuân. Dạ em đi với Bích Hạnh là bạn thân của em. Rồi bây giờ ý kiến đi Cưng. Em thấy anh ghế đỏ thì có giọng nói ấm. Và em nghĩ là anh là người sống tình cảm thêm về gia đình. Còn anh ghế màu xanh thì em thấy là anh là có khả năng nấu nướng. Thì Xuân nó rất là đam mê về ăn uống, nên là em thấy là cũng hợp phần này. Với lại anh cũng chăm lo cho con á, nên là em nghĩ là anh cũng có trách nhiệm với gia đình. Hai anh thì em thấy là ai cũng là được. Nhưng mà nếu mà xét về vị trí địa lý á, thì anh ghế đỏ hơi xa, còn anh ghế xanh thì anh đang ở Sài Gòn, nên là em nghĩ là nếu mà được thì anh sẽ thuận tiện hơn. Rồi đó, ít nhất là người ta cũng ngồi người ta phân tích kỹ lưỡng vậy đó mới được. Rồi, ok rồi, em gái bên kia là đi theo anh Hòn đúng không? Rồi em ý kiến đi, chứ bên đây là chị Tường bảo kê, bên này không có người thân. Chị là người thân của em, yên tâm. Em nghiêng về chị Xuân hơn. Nghiêng về chị Xuân hơn ha. Xuân hơn hả? Rồi, cảm ơn em. Ê Đạt. Gì chị? Vụ gì chị? Chị thấy tình hình thì căng á. Sao vậy? Nãy giờ chọn nhau búa xua hết trơn, không có còn cặp xanh cặp đỏ gì hết trơn. Em thấy chéo lùm la luôn á. Chuyến này có một màn tranh giành cũng nảy lửa nha. Này em cũng không biết nữa, đôi khi cảm xúc sao biết được. Mà nó bây giờ mà người ta không theo ý mình nữa rồi. Mình ghép xanh xanh đỏ đỏ nhưng bây giờ nó chéo nó bắn từ lứa hết trơn. Mình không được 2 nhưng mình được tới 4 lận. Là 4 người về không? 4. Bây giờ không mấy mọi thứ là tùy họ đi, chứ mình làm hết sức bây giờ đó. Mở cửa nha. Rồi mở cửa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim. Wow. Vỗ tay thiệt lớn rồi mọi người ơi. Rồi, nam thì mạnh mẽ đi, mình đem quà quá trời thì mình tặng đi. Chị đi không? Ông thả lưới ghê quá, thả lưới ghê thiệt. Dạ cảm ơn. Rồi. Anh Hòn đây. Cảm ơn anh. Thêm một phần quà này nói lên công việc của hiện tại của anh đang làm. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn anh. Wow. Dạ con hai phần quà này em xin gửi cho Cát Tường. Anh Đạt. Trời ơi. Gửi anh Đạt. Quà quá trời quà luôn. Chiều nay về nấu thôi. Đang có làm cơm chuẩn bị sẵn cho em. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Có một phần cơm. Có một phần cơm chuẩn bị sẵn luôn. Hay ha. Nè, anh ghế màu xanh là không sợ đói nè. Anh ghế màu đỏ cũng không sợ đói luôn. Mình cảm nhận về nhau một chút đi. Rung quá. Rung quá hả? Sao hồi hộp. Nó rất nhiều cái suy nghĩ nó lộn xộn. Bây giờ có thấy giống như mình muốn không? Cũng khoảng 60%. 60% vậy là tốt rồi. Dạ. Em thấy cũng rung quá. Không biết nói gì. Thì em thấy hai anh cũng dễ thương. Dạ. Giọng nói cũng ấm áp. Dạ em cũng rất là hồi hộp. Dạ, em thấy hai bạn gái đều rất là xinh xắn. Hai người phụ nữ mạnh mẽ tuyệt vời. Trong lòng em thì xốn sang với cả hai hay chỉ xốn sang với một người nào đó? Là một người thôi. Là một người. Đấy, phải rõ ràng chứ, nhiều khi xốn sang cả hai luôn. Một người thì hỏi thăm ngay người đó liền đi nào, còn chờ gì nữa. Dạ em hiền đúng không? Dạ. Thực ra vừa nãy anh cũng phân tích với em là vấn đề như là khóc đó, mình đang nói chuyện vấn đề gì đó để mình giải quyết, mình không giải quyết mà mình khóc xong thôi để bỏ qua vấn đề đó. Đó là cái anh không thích, chứ không phải là anh không thích khóc. Cho em hỏi hai anh một câu thôi, khi một em bé mà nó buồn á thì mình giải quyết như thế nào để cho nó vui? Dạ thường thì em sẽ hỏi tại sao buồn, rồi sẽ bé sẽ nói ra rồi như vậy hả? Thì thôi bây giờ đừng buồn nữa nha, rồi ba chở con hoặc là chú chở con đi chơi nha, rồi về là hết buồn nha. Hòn thì sao? Đóng một vai trò mình như một người bạn của bé để nói chuyện với bé thì có thể sẽ dễ hiểu được cái câu chuyện tại sao mà bé lại buồn hay là tại sao bé lại khóc. Từ khi mà mình biết được câu chuyện của bé thì có thể nói chung như là giúp bé hoặc là cho bé một lời khuyên chơi để cho nó giải tỏa tâm lý. Rồi muốn nói tâm sự gì đó, cuối cùng đó 30 giây. Đó, nhiều khi gần dòng điện nó bị sạc. Em thức từ 5 giờ sáng để em làm hai cái món. Đó, bởi vậy người ta thiếu ngủ nha. Đúng vậy, 5 giờ sáng. Ê, cho tôi hỏi thăm câu sao cái bánh lớn cái bánh nhỏ vậy? Em đem hai cái bánh bằng nhau nhưng mà do không có tìm được cái đĩa bằng nhau nên vậy tôi nhìn tôi thấy hai cái bánh bự có cái lời nhắn nhủ gì á vậy em thấy có một lời nhắn nhủ tôi gì đó không ai tinh tế đi bằng tôi đâu nè. Tới em tới bé Hiền qua tặng quà đó, tiếp xúc gần nhau hơn nè, coi trong đó là có cái lời này là cái vòng tay nó sẽ đem lại may mắn cho anh. Em tặng anh. Dạ. Cảm ơn. Rồi cái này là cái gì? Cũng là cái vòng tay. Em cũng mong là nó sẽ đem lại may mắn cho em. Dạ. Chứ không phải vòng tay là trói tay người ta. Dạ. Cái này cái vòng tay chứ không phải còng tay gì hết. Cái vòng tay. Rồi. Giờ xác định mục tiêu nè. Rồi, tôi né ra một bên nè. Chào em. Dạ, chào anh. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yếu đuối nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Đeo vô, có lớn. Em đeo về. Ăn đi. Trời, ta làm từ 5 giờ sáng. Chắc là cho em xin phép hỏi bạn đi. Ví dụ như đặt một cái sự chọn, em có đồng ý về Đồng Tháp không? Ví dụ như anh đang đi một mình, anh chỉ lo cho gia đình và một bé trai của anh thôi. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Anh có thể anh chọn cái cuộc sống và cái công việc ổn định của anh. Em có thể cuộc sống và ổn định công việc của em. Nhưng cả hai cùng cho nhau một điểm đi là được. Không nên quá vội vàng. Dạ, đúng. Để mà đưa ra cái đúc kết. Tại vì mình còn phải tìm hiểu nhau nữa. Chứ còn thí dụ như mình đã yêu nhau đi, rồi 5-3 bữa, nửa tháng hay là 6 tháng, 1 năm. Dạ. Tự nhiên khi tình yêu nó đủ lớn, các bạn sẽ tự biết các bạn sẽ ở đâu. Dạ. Ở đâu nó phụ thuộc, nó tốt nhất cho cái cuộc sống của các bạn. Dạ, cho con cái của các bạn là các bạn sẽ ở. Còn bây giờ mình mới gặp nhau ngày đầu tiên mà mình đã chưa muốn là bạn phải về ở với tôi hay tôi phải giờ ở với bạn, là các bạn chưa đủ kinh nghiệm sống. Đó là chị Tường nói thẳng. Đừng đặt đối phương và đừng bắt đối phương trả lời những câu hỏi khi nó chưa có sự bắt đầu. Quan trọng bây giờ là chúng ta hãy đo cảm xúc của mình ngay hiện tại giờ phút này. Cơ hội chương trình mang đến cho chúng ta có mỗi người có 2 cái cơ hội. Vậy chúng ta hãy nắm bắt và kiểm tra xem mình có chọn được cái cơ hội nào trong này hay không. Đó mới là điều quan trọng. Đồng ý không? Đây là khúc bắt đầu nè chị. Bây giờ tôi cho đặc quyền ưu tiên 2 người bạn trai. Mỗi người sẽ được nắm tay cả 2 cô gái luôn để cùng cảm nhận. Rồi mời Tùng. Tại vì hôm nay ở dưới phụ huynh á là có thích chồng chéo nhau cho nên Tường mới cho cái điều này. Đấy, rồi đây em rồi hồi nãy nắm rồi nắm hoài. Hồi nãy có nắm rồi. Dạ chưa. Chưa hả? Chưa mà. Ủa chứ cái đoạn em dầm vô mà không có nắm hả trời? Không có kịp chụp. Trời nó sợ nó mất phần. Dạ rất là ấm áp. Sợ mất phần. Dạ chưa. Xin lỗi đã tước quyền của em. Rồi đó hả? À, cảm ơn. Hên quá, nắm tay cười chứ không có khóc. Bây giờ còn ai muốn thể hiện tài năng? Khúc này là khúc lấy điểm nè trời. Khúc này là khúc lấy điểm á trời ơi. Em cũng có chuẩn bị một chút rồi mà em không biết em có hát hay là đọc thơ thì em đọc thơ đi, đọc thơ đi đứng lại. Rồi. Ý là cái bài hát đó nó không biết có phải là như này. Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm không? Vì anh yêu em cười, vì anh yêu những lời mà em nói rất ngọt ngào với anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn, để anh nhìn thấy niềm tin trong đôi mắt em. Và em hay. Ê nãy giờ mình đang hát hay mình đang đọc thơ vậy? Em phổ nhạc luôn. Đọc thơ mà người ta phổ nhạc. Hay quá. Thôi được rồi. Bây giờ đến thời khắc quan trọng là các bạn phải đưa ra quyết định của mình. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Sau những cái hiệu lệnh của anh Đạt, sau 5 tiếng đếm là 5 giây thì các bạn hãy đồng loạt đưa ra cái quyết định của mình nhé. Dạ bây giờ ghép đôi thần tốc. Cái khúc này mới là khúc cao trào nhất, quyết định nhất đó là cảm xúc thật. Khi mình thể hiện cảm xúc thật, khoảng khắc quyết định. Năm, bốn, ba, hai. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yếu đuối nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Một, đã có màu. Robot vậy mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Thì bây giờ đã rõ ràng hết rồi. Xin mời hai bà áo xanh. Hai bà màu xanh đã trùng màu. Đây, rồi hai bạn đứng bên đây cũng được. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Lên đây đứng với tôi cho có cặp coi. Đứng cùng mình hả? Mình chưa nói hôn luôn rồi. Vội vàng quá vậy. Vội vã quá vậy. Dạ em làm lại cũng được. Làm lại đi em, dạ. Chị chưa thấy gì luôn đó. Wow. Bây giờ nó có sự khởi đầu rồi. Còn cái chuyện ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt mình tính sau đi. Nhưng mà nhớ có tin vui báo cho chương trình biết nha. Dạ. Mình cũng ra đây chứ. Rồi mình cũng ra đây luôn. Không sao cả. Mình sẽ lại tiếp tục tìm một nửa của mình. Nói với lại hai cặp đôi mà không được ghép đôi em không có lời để nói. Nhưng mà em hỏi anh Hòn chứ coi sao anh Hòn chọn Hiền. Có lẽ em thấy cái cảm nhận của mình thì em thấy bạn Hiền thì sống tình cảm hơn, có điệu hơn phải không? Có thể hợp, Xuân có vẻ mạnh mẽ quá. Xuân thì Xuân thì một cái rất là mạnh mẽ và có nhiều cái phong cách rất là dứt khoát và có thể chưa có cái ấn tượng và cảm nhận đầu tiên. Cảm xúc của Xuân như thế nào? Dạ em đến cái chương trình này em rất là vui. Mình chưa có cặp. Dạ. Nhưng em cũng chúc cho cặp đôi nắm tay nhau, bạn bên kia nắm tay sẽ tiến sâu hơn. Rồi, cảm ơn em. Hy vọng rằng là hai bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và bây giờ thì sẽ đến phần tặng quà dành cho các bạn. Cặp đôi Hiền và Tùng, cặp đôi thành công thì mỗi bạn sẽ nhận được một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Hy vọng là các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại di động Realme này để mà liên lạc với nhau nè, chụp những tấm ảnh thiệt là đẹp với nhau và cùng chương trình lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ này nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hai bạn không đến được với nhau cũng có một cái phần quà đó là chiếc điện thoại Realme. Đây em. Cảm ơn. Đây là We Well Food, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan và tốt cho sức khỏe. Gửi tặng cho các bạn nha. Và dù cho các bạn thành công hay là thất bại thì nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một cũng sẽ dành tặng cho các bạn. Mỗi một người sẽ là một combo bột giặt John. Với những cặp đôi thành công, nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được tặng 1 năm sử dụng bột giặt John. Các bạn hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký và tham gia chương trình nhanh nhất nha. Quý vị ơi, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc. Chương trình được phát sóng vào lúc 22h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và chương trình cũng được phát sóng vào lúc 22h45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết nối cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.